Đức hạnh của Đức Di Đà cổ Phật. Nói về hạnh đức của Ngài, tất nhiên đó chính là từ bi, phổ tế, cứu độ chúng sinh vĩ đại chẳng thể nghĩ bàn. Ngài có thể tạo tác nên một cảnh giới đặc biệt, tiếp nhận dung chứa bao nhiêu chúng sinh dù họ chưa tinh tấn nhiều, chỉ mới chớm nở nhân duyên tu tập thôi. Việc này đối với một vị cao trọng, vô cùng thanh tịnh là điều rất mệt mỏi. Vì nghiệp duyên của chúng sinh mà vị ấy kết duyên tiếp rước, cộng nghiệp dữ bất thiện của họ, những năng lượng loạn động của họ, làm cho vị tiếp rước ấy tịnh hóa liên tục rất mệt mỏi. Thêm nữa, muốn cứu độ chúng sinh đủ mọi tầng lớp, mọi dân tộc, bộ tính cách đặc trưng, nghề nghiệp, thì Ngài cũng phải hiển hóa, thị hiện các hình tướng khác nhau, mang dáng dấp gần gũi, thân quen với chúng sinh các đẳng cấp ấy. Từ đó mới có thể mượn duyên cớ phù hợp mà thuyết giảng, dẫn dắt hóa độ cho chúng sinh được hướng đức tin về Ngài, tính tâm và thiện lành một cách rõ ràng cụ thể. Đức Di Đà cổ Phật và cõi giới Di Đà tịnh thổ nơi cực lạc quốc. Đức Di Đà cổ Phật vì thấy sự khổ của chúng sinh đắm chìm trong vô minh phiền não, việc đổ duyên cho một người hay vật có thể về được bến bờ an lạc nơi thượng giới là chẳng phải dễ dàng. Bởi lẽ, chính các vị là bậc nguyên nhân, có sẵn đức tánh thuần lương thanh tịnh. Khi tiến nhập các cõi giới vô minh thì bị vướng mắc vào tư dục, phàm tánh, làm cho họ không thể trở về lại nơi mình xuất phát. Việc độ duyên chúng sinh là hóa nhân cùng các loài khác càng khó khăn hơn nữa. Thế nên, Đức Di Đà cổ Phật sau khi tiếp quản cơ vận hành đạo Pháp là một vị giáo chủ Long Hoa Đại hội thời nhị kỳ phổ độ, thì Ngài dùng tâm từ bi cứu độ muôn sinh sáng tạo nên một cảnh giới đặc biệt nơi hướng Tây cực lạc thế giới, thượng giới, gọi là Di Đà tịnh thổ. Cõi giới Di Đà tịnh thổ đặc biệt ở chỗ có thể dung chứa mọi chúng sinh có thành tâm tín niệm, đắc được quả thần vị thì có thể về được cõi giới ấy. Tất nhiên, ở cõi Di Đà tịnh thổ cũng được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực cần có sự giác ngộ tinh tấn, thiện hành, đạo quả nhất định mới có thể an trú nơi ấy. Muốn về được cõi ấy, cần tính tâm rõ ràng nhân quả, cần tín ngưỡng sâu dày vào Đức Di Đà cổ Phật, tin rằng Đức Phật sẽ đến tiếp rước mình về cõi giới Di Đà tịnh thổ của Ngài. Đã tin tưởng Ngài thì cần hiểu Ngài, hiểu về lòng từ bi tế độ muôn sinh, tha thứ và dung chứa lỗi lầm phiền não của muôn sinh dường nào. Thế nên, người nói có tín tâm nơi Đức Di Đà, không phải là đặt tôn danh Ngài nơi cửa miệng rồi mãi niệm lăm răm Nam Mô A Di Đà Phật, mà chẳng thật lòng tu dưỡng, chẳng thật lòng học tập và thực hành theo hạnh nguyện của Ngài. Đức Di Đà cổ Phật và vãng sanh thần chú. Vãng sanh thần chú là bài thần chú tiếng Phạn được Ngài để lại cho hậu thế. Bài thần chú này có diệu dụng giúp cho linh hồn người đã khuất được hồi hướng về những điều thiện lành, kết duyên với chư vị thiện lương mà chuyển sinh thành các dạng tồn tại an lạc. Đặc biệt, có thể chuyển sinh về cảnh giới Di Đà tịnh thổ của Ngài. Khi có đủ tâm tình, thiện hành phù hợp với thể nguyện của Ngài vậy. Vãng sanh thần chú phiên âm tiếng Việt. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ Đa Điệt Giạc Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha.